Ủn quá. Ây. Xong, anh mua cái thủng xịn xịn vào. Mày. Đấy. Ây. À cháy. Ôi. Cái gì vậy? Thôi không ạ. Ôi, ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Con luôn đi nào ấy. Con gì? Luôn. Thầy giống rắn hổ mạng lắm. Rắn mà. Ui, ôi. Hổ mạng đi nha. Hổ mạng nó cắn chân người luôn đấy. Đâu rồi? Kinh quá trường. Có một con nó loài ra đây, cháu nó bơi ra đến đây rồi đấy. Bơi đến đây rồi đấy. Quê gì khảo không? Phiêu không? Hang gì ấy? Hầm gì ấy? Anh là cái đấy khơi quá sao hả? Ai chưa? Cái hầm hầm mà. Không biết nó chui ra chưa nhưng mà em thấy nó lòi hẳn một đoạn ra này. Ôi! Kia! Đi ra đi, em đi, Đừng đi, im để xem nó là con gì đã. Thò đầu lên này. Nhảy. Ôi, ôi. Thôi rồi. Cẩn thận nhé. Chưa biết là rắn đầu của anh chưa đâu. Tao thấy nó như cái đầu con kia chứ không phải rắn nào. Rắn. Đi em phòng sáng á. Đâu, chạy rồi. Xem sâu không? Có hố à mà sâu? Ừ, có hơm trong này. Móc đi. Hả? Móc đi. Mày móc đi. Sao thế vậy? Hay. Móc kéo lại có rắn nướng ấy nhé. Thôi kéo có món mao nướng. Anh lấy cái khều ngoài kia mà khều. Dốt thế nhỉ? Tao đừng ghê. Nó đi ra đây em nhả mắt cho tao luôn. Anh bỏ gọn cái đầu ra. Ghê lắm. Mày thử thò tay vào xem. Thôi. Lấy cái que gì để tao khều. À đây. Tử quá. Có gai này khều phát. Xem. Đây dài vào nó cắn ấy. Nó phun độc ấy. Rắn à? Ừ. Tao thấy cái đầu nó. 100% là rắn rồi. Này đây, em đây. Tao thò đầu đấy. Nhìn xem rắn gì. Ui. Quái chưởng. Hai con hổ mang rồi. Ui. Hổ mang vào. Chính là hổ mang rồi. Ui bà con, vai cứt, cái gì đấy? Một. Ồ à. Hai, ba, mở, ui. Em. Thôi đừng. Im để cho nó thỏ hẳn. Ui. Chụp chân nằm đi không? Ui. Thôi rồi. Ui. Ghê vãi trưởng mọi người ạ. Nó thủ ở trong đấy. Ui, đây một con này. Có địa đạo ấy. Chưa biết là nó là rắn gì, rắn, chắc chắn là rắn rồi. Ui, hai con này. Ba con, đấy. Ít nhất là có 3 con nhá. Nhìn về sau nó thò này chẳng. Đấy, kia con nữa này. Đây con nữa này. Hai con này. Im, đừng. Nó thò lên đấy. Đấy, một con nữa, 3 con này. 3 con này. Ôi cha, nó cứ lên ba nó thụt nhỉ. Không biết. Nó lên chăm cho tình hình à? Im. Thế khéo ở trong con chúa. Không, tao chưa biết. Có đại ca say mới đứa tử lên hóng. Nhưng mà hình ở những cái chỗ chăm này thì chỉ có rắn nước thôi. Biết ra đèn trắng này nó đốt chết luôn ấy. Chưa biết ba cái đầu thò lên rồi. Đấy là bảo ba con rồi. Khều ra. Còn một con nữa. Ui. Con ít đứng đâu. Bốn con. Bốn con cơ. Ừ. Mày chưa bắt kiểu gì. Tao chưa biết. Không biết là rắn độc hay không. Hay em bắt thử một con ấy. Ui ôi, nhiều lãi. Ba con ở đây này. Hả? Để em một trên em chặt được một con trong xem con gì. Chặt hả? Không, để tao kẹp một phát nó. Tao lôi nó ra nhá. Vai chưa, hai con đầu này to này. Nó này phải một cân. Từ từ,
Mua rình thì. Mua rình cho nó ra xa. Không, nó phạt ra ngoài cứ chạy mất đi. Chạy mất gì đấy, bà con này im nha, cứ bình tĩnh thôi. Bà con ơi, im. Nó thử là nó ra đấy, im im. Sao nó kiểu hiền thế nhỉ? Đấy, úi dồi. Ây, có ngách nào trên này không ấy? Nó to lên, cắn chết em ấy. Mày cái mày. Úi, bảo đây. Đánh mông. Đánh mông á? Ui rồi. Mẹ kia ơi. Ui. Thế này đi, sợ gì. Ui ui, rắn mồng. Đi em. Rắn mồng. Đi ra, hai ra. Con, im. Em xin con kia đâu. Không, mày đi. Mày đi kiếm cái trời gì. Trời ơi. Tóm vào đầu ấy. Rắn mồng cho nó xanh lè này. Ôi, con này hay nhỉ. Vậy. Rắn mồng. Đây. Ui, thụt quá rồi. Nhanh thế. Em vui không? Em vui không? Từ, anh không biết vui đâu. Từ từ để tóm cái đầu nó cắn ngứa bố mẹ lắm. Cầm cái này nè. Mày đấy chưa cắn. Chưa bị cắn. Chưa bị cắn. Từ từ thôi. Đấy. Chị mày là to con nào lên. Lúc nãy tao thấy ba con ở đây với hai con ở đây. Một con lúc đầu nó chạy ra đây này. Chạy ra rồi à? Đi nước tát. Bọn đánh mông này thì không sợ. Nhưng mà móc vào hàng ghế lắm. Mày móc đi. Đấy là một lít. Cao yên sự của dẫn đầu bên trong á. Đấy được. Bạn làm gì của dẫn đầu? Biết được, dẫn đầu nó đi chơi bạn nhé. Mày dẫn nước thì sao? Hãy đi. Cứt đấy. Hay là lấy cái thủng này tát bớt ra. Không, tát bớt ra chạy hết. Móng đi, không cắn chết đâu. Cắn con này nó cắn thì ngứa nha mọi người nhá. Nó không cầm đi, nó không cắn chết người, nó hơi ngứa thôi, không sợ. Một dã man. Ba con này gần không đi. Hết giờ luôn. Một con nữa. Ngon. Mày à bưởi. Chị chạm hòn đá cái tưởng nó cắn ghê. Không, nó cắn không chết người. Nhưng mà nó ngứa ngứa mình cứ ghê tay mọi người ạ. Ây ê. Có con nào. Cầm. Con này tổ đây. Cắn đi. Vẫn còn mẹ. Tao vẫn chờ thấy người. Có cái con nào đuôi nó rung rung ấy. Nhiều có trứng ở bên trong ấy. Mày định tổ quá ta. Ghê lắm. Ui. Ra này định chạy. Mày tổ luôn à. Trứng nhiều thế. Vẫn còn mà. Mày nhá. Mấy cái con này. Chăn nước à. Đấy đuôi còn lắm. Mày. Bội thu rồi. Hôm nay làm ăn à. Hơi bị bội thu mà nhỉ. Phải bán ối tiền nhỉ. Ừ, rắn này bán được mà. Bán ối tiền á. Con này to rồi. Ui, con này to này. Ui, tao chưa thấy đâu. Mày to đây, như con chằn cháo đây. Mày à quý. Rắn này thì nó khá là lạnh nhỉ mọi người nhỉ. Đầy tay còn nặng lắm. Vẫn còn này. Ui, con này mới to. Chẳng nhiều đấy nhở. Hay là nó có ở chỗ quanh chỗ này có những một vũng nước này nó ở. Không biết được, hay là nó đang chờ mưa lên nhỉ. Ai biết được, tao đã thấy, từng thấy. Vẫn còn. Đâu. Nhiều đấy. Vẫn còn ở trong ấy. Nặng thì ngồi xuống. Bắt thế rồi. Ngồi xuống. Bị điên là bắt thế thôi. Ui. Nó bắt đầu trườn rồi. Ai? Vẫn còn cơ. Ai? Ôi. Nó trườn. Tao đưa tao cầm một bên ra. Nó quấn vào nhau này. Ui.
con ở trong ấy. Chưa bao giờ mình, tôi năm nay 30 tuổi, 31 tuổi rồi, chưa gặp trường hợp nào như thế này. Đâm vào cái con tỉa này. Vẫn còn này. Vẫn còn, làm gì nhiều đấy. Quay. Đau. Ở đây là bội, bội thô luôn rồi nhỉ. Quả đây đi, ăn với cả bán, chết chết chết. Chưa thấy cái trường hợp nào như thế này luôn. Bọn này nó hiền khô mà. Ui, đây còn nữa này. Còn mẹ này. Chết. Ui, chắc là những cái bãi kia người ta kích cho rồi nó sẽ là trôi xuống cái dòng suối này. Nó tụ lại ở đây anh nhỉ. Vẫn còn. Vẫn còn nhiều đấy. Thôi đây, tao cầm cho. Đây. Vẫn còn nữa mày ạ. Lấy đâu ra mà vẫn còn nhiều đấy. Hết ừ, rồi. Sâu ở trong đấy. Anh mày đi mượn cái tải đi. Tải á? Ôi, cái chậu, chậu đâu? À, ui, ui, anh ơi. Chạy, cắn đi. Ây, à, ai hốt đi mà. Ui. Nó, làm sao? Nó cắn cả tao đây này. À. Con mẹ mày. Chảy máu rồi. Tại mày thấy. Đau rồi, chết hết cả tay rồi. Nó cắn đây. Nó cắn ngứa ngứa nha mọi người nhá. Chảy máu. Cầm như cái con nào, con nào cắn em? Cắn tao. Cắn này. Cắn cắn mày. Chết rồi. Cắn mày. Ok. Con nào cắn đây? Con nào ơi, con thúa nó cắn đây. Đuôi vào tít trong. Đấy, đây lại tí kia nhỉ. Xuôi thấy đồ ui. Chết rồi. Chảy máu tay rồi mọi người. Ấy, nó cắn là nó sẽ như này nhá. Nào. Cắn xong con này cắn ngứa mày. Đậy 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 lại vẫn còn nhá. Nhưng mà về để lấy ra. Lấy cái hươm đặt vào đây. Hay là máu này. Lấy cái kia thì đào. Giúp. Ấy à. Thì máu ghê thật. Ngứa. Mẹ chúng mày. Cắn nó ngứa mà. Đi đi đi. Về đi về đi. À thôi cứ để thủng đấy đã. À, hay chế biến món ăn luôn còn chỗ còn trong này tí chiều này tí chiều đào nốt bán. Thế là còn bao nhiêu con mà bán? Còn nhiều bán mà tao ít nhất tao thử mấy cơ mấy mấy cái đuôi nó thọt vào trong nữa. Bán cho người lấy tiền đi du lịch. Làm món ăn đi. Ok, nước sôi lăm tăm để cho con rắn nó sẽ đỡ tanh. Cho rắn vào em. Ok, vào nồi đấy em ơi. Một con canh rắn siêu to khổng lồ. Trong bây giờ cho đêm ngẩn nước dừa ấy. Nó ngọt nhờ. Ok nha mọi người nhá. À, còn cái món trứng này lúc nào nó sôi gần ăn rồi mới cho trứng vào, không sợ nó nhũng mất. Cái rắn này cứ ninh như thế này á, không phải ninh mà sủi một lúc là ăn, tại vì nó mềm mà. Không giống như cái loại rắn khác á, là luộc xong là cho ra chặt xào rồi lại nấu với nước dừa với kia. Hôm nay anh em mình cho tất vào nấu luôn. Ngon, món này tí nữa sẽ ngon. Ok nha anh em nhá, bây giờ sẽ cho cái đây mới là món chính này, món này. Đây mới đặc sản nha mọi người ạ. Ngon lắm. Ôi giời, nó quấn vào nhau hết luôn này. Đấy rồi. Đây. Đấy. Hấp à, hấp à. Đấy. Đấy nha. Đẩy vào. Cho nó sủi khoảng 5 phút là cho ra. Sủi tầm 5 phút cho ra nha mọi người nhá. Cái rắn thì cũng được rồi. Không cần ninh lâu tại vì rắn này nó mềm lắm. Rắn mồng mà. Mồng lốt. Bốc hơi. À, đây là nồi canh nha mọi người nhá. Còn đây là rắn anh em mình đã vớt ra. Đây cho mọi người xem này. Úi trời, tuyệt vời không? À, những cái gọi là trân châu, hạt trân châu ở trên này là trứng rắn nha mọi người nhá. Siêu ngon luôn.
Đây. Ui, cái này mà thả vào uống trà sữa. Ui, cái này đi em. Đây, cái này thì chín quá rồi. Ui, cái này vỡ mật à. Chị Ma Đệ mà thích ăn thế bộ. Mật nó đắng lắm. Cả lòng nhé, cả lòng non nhé mọi người nhé. Lòng à, trứng à. Mới nói cả mọi người. Ui dồi. Lần đầu tiên ăn bộ trứng rắn này. Như cái trứng này là trứng khác ấy chứ. Của bộ khác ấy. Liền luôn ấy. Liền luôn à. Ngọt á. Ngọt á. Cho tao xin mấy quả trứng này. Này, cái bạn ấy trứng to, còn những trứng non này. Thử miếng đây, đẩy dưới này. Anh mà bỏ mà. Đây. À, mời mọi người nhá, trứng rắn. Trứng rắn, tim gà lông mì. Úi dồi, ngọt, béo, bùi lắm. Úi dồi. Lòng, nhưng mà lòng rắn tao không dám ăn. Mày thử nếm thử cái mật xem đắng không? Mật hả? Liếm cái. Đây, mật nó đây, nó ngấm nhất cận gan luôn này. À, chơi luôn à? Đắng ngon luôn. Ây à? Cứ vỡ. Đắng không? Đây vỡ này. Đắng không? Đắng. Đắng đắng kiểu vị ngọt hay là vị kia? Ngầm ngầm. Tốt. Tốt à. Ok. Còn đây là trứng to của nó nhé mọi người nhé. Trứng to của nó thì cảm giác nó cứng lắm. Mình thử miếng nào. Khô lắm. Nó bột. Trứng to ăn không ngon bằng trứng nhỏ. Đấy, nhưng mà trứng to bùi. Đến trứng to bùi, béo. Bùi béo lắm. Ngon không? Ngon. Chỉ đến ngon không? Ngon mọi người ạ. Chắc là phải ăn cả dây mọi người. Những cái trứng này nó ăn nhiều. Trứng này phải bột ăn cả dây. Nó bột bột. Ngon. Ngon cực luôn. Đã luôn. Béo cực luôn á. Tập toàn đây. Đây là một quả một dây này. Hơi mềm mềm vừa chín đấy luôn nhé mọi người nhé. Vừa khéo chín luôn đấy. Đây rồi nhé. Bùi béo lắm. Mọi người. Tiếp tục thưởng thức đến cái món chính. Món chính nhưng mà là món phụ. Món phụ. Nhưng mà là rất là chính. Đây. Ui là chính răng. Đây nhá mọi người nhá. Món này là món rắn nhá. Mình xin phép mọi người cắt vào cái đầu. Úi chà. Ăn như ẩm thực mukbang của bọn Thái Lan ấy nhỉ mọi người nhỉ. Mềm. Mềm á? Thịt mềm lắm. Ngọt. Ngọt. Rất là lâu rồi mình không ăn lại cái rắn màu này nhé mọi người nhé. Nó ngọt cực luôn á. Ui. Bỏ cái clốp nó đi. Ngọt lắm. Chả đi. Mời mọi người nhá. Ôi, cái rắn mà mềm á. Có những rắn này là mềm nhất luôn à. Ừ, rồi. Ngon nhất, ăn cả xương luôn. Nè. Xương nó chỉ có một tí ở giữa thôi, còn đâu này. Nguyên con là đấy luôn. Ngọt lắm. Thịt rắn thì ngọt thì khỏi phải nói rồi. Không phải suy nghĩ luôn. Đấy. Đây là rồng ngậm chân châu. Vẩy lên. Đấy. Rồng ngậm chân châu. Em vẫn là cứ thích cái món chân trâu nhất anh ạ. Wow, chân trâu này vẫn còn chui bên trong lòng này. Ngon. Ôi. Ngon hết không được. Ma Đệ nó ăn còn hơn cà chê mọi người ạ. Cái gì chứ? Món này là siêu đặc sản đấy. Đây là cái bát. Là làm bát nước canh nóng nó mới ngon mọi người ạ. Mấy quả này còn múm mím múm mím này mọi người. Ai mà xuống lắm. Cái món này phải vừa ra lò bắt phải ăn luôn. Không có để lâu lâu là nó bị cứng. Cứng cái trứng rắn lại. Ăn là nó bị khô và chít. Trứng á? Đấy, nhúng vào đây, đây nóng này.
Ngu. Đũa đây. Làm bắt canh nóng nha mọi người nhá. Đây, nhúng vào đây này, muốn nóng, nhúng vào đây. Chân trâu ấy. Ừ. Mình sẽ làm quên không để quả trứng nào sống ấy, để bóp ra đây. Đây. Và hai quả này, từ từ. Hai quả này nó vừa chín tới này, nó mềm lắm. Đấy, mấy quả này mềm lắm. Đấy. Dằm ra đây. Ý, nó vỡ ra đấy. Dằm ra đây nhá. Và nó bùi, nó béo cực luôn. Húp à? Húp. Trứng rắn ấy. Đẹp làm có bát mới được. Hết giờ luôn. Mình cảm giác như món ăn này nó kiểu như món thập toàn đại bổ ấy. Ngọt từ rắn, cực kỳ ngon. Em lại thích có vít cắn nữa. Quá tuyệt vời luôn. Đỉnh cao của ẩm thực. Hút nước đang cắn. Còn xem hẳn tác phẩm của anh em nhìn. Nhấc cả tác phẩm lên. Rồi. Lúc nãy sâu trong nó nhiều ấy đấy. Wow. Em vừa ăn rồi. Mình thì sợ ăn lòng rắn thế nên là mình không dám đấy chứ. Ngon nhất là chấm cả cái cụm này này. Chấm cả cái cụm này mà lổm ấy. Các bạn là mình không thích ăn cái lòng rắn này. Không thích ăn lòng với cái gan rắn này thế nên là mình không lổm thế này. Chứ còn đây mà mình thích ăn mình làm một phát hết rồi.